Good afternoon, Ngọc Anh xin kính chào cả nhà Facebook và YouTube channel của Ngọc Anh. Bữa nay là ngày 2 tây tháng 7 2021 ha. Đây là một bãi biển nằm ở Delmar. Từ đây chạy về East San Diego cũng chừng 19-20 phút. Bãi biển này rất là đẹp luôn, Powerhouse. Xung quanh đây có cái phạt, nhà hàng ngay trên bãi biển luôn nè. Khách sạn với là nhà hàng ngay bãi biển. Cái spot này có live go rồi luôn, xe cổ đồ setup rất là tiện nghi, đầy đủ, an toàn ha. Dẫn mấy đứa nhỏ ra đây, cái biển này đẹp quá luôn. Giờ này có 70 độ à. Giờ này 70 độ ấm quá luôn. Đầu tháng 7 rồi, tuần lễ này bữa nay là coi như chính thức là celebrate long weekend July 4. Thành ra đây sớm mà bạc kinh cũng đầy rồi. Thành ra mình không có chỗ đậu trên lề đường, mình phải va lịch bạc kinh. Va lịch Bắc Kinh là 2 tiếng 15 đô. Đậu 4 tiếng là 30 mấy đồng. Rồi sau đó tính tiền thêm, mà nếu mà đậu lề đường thì rẻ hơn, nhưng mà giờ lề đường hết chỗ đậu rồi, đi xa lắm, phải chạy qua mấy cái khu khác đi bộ bưng đồ cũng mệt. Đến đây chơi mà muốn tắm biển mà không có đồ nghề dụng cụ, họ trên kia họ có dịch vụ cho mướn hết cũng tiện quá. Yes, ở trên kia là có playground luôn, có chơi cầu tuột được, rồi ngồi trên kia là chơi cát được. Nằm phơi đây rã quá, bữa nay chưa có thấy nắng nhiều nè, quá chừng surfing luôn. Cái biển này rất đẹp. Hello, happy the 4th of July weekend ha. Rồi anh giữ quá cờ Mỹ luôn, anh giữ yêu nước quá kìa. USA rồi quần Mỹ luôn nè. Dạ, thôi để đi bộ một chút, chỗ này đẹp quá. Lần đầu tiên mình mới đi qua cái bãi biển này. San Diego nhiều bãi biển quá, đi hoài cũng không giáp. Nhiều khi về cái mình cứ tắm hoài ở cái tụ điểm quen thuộc, mình feel comfortable quá. Nên kỳ này giờ explore thêm mấy cái chỗ khác. Wow, dân ở đây dân mê surfing. Ok, mặc đồ toàn là đồ của surfing không. Mặc đồ surfing thì đâu có biết lạnh đâu. Ấm quá chừng, mấy đứa nhỏ đây cũng nhiều nè. Giờ này 12 giờ trưa mà coi nè. Đen hết rồi, đen ngạt biển rồi đó. Bữa nay thứ 6 thôi nha, chưa phải thứ 7 ha. Thứ bảy chủ nhật này là weekend July 4, năm nay ngay ngày chủ nhật, tha hồ mà chơi biển kín người luôn á, quá đã luôn. Mướn mấy cái vacation, I know, mấy đứa nhỏ chơi boogie board mà nó một hồi xuống tắm, một hồi mình xuống tắm, bây giờ mình đi bộ trước cho người mình nó warm up đi. Wow, nước biển lên chân luôn rồi. Wow, mát mà. Đó, lifeguard treo cờ hết trơn rồi nè. Không có, chỗ này không có được đem chó, cũng không có barbecue. Ai thích surfing thì đi qua mé bên đây ha. Người ta để cái logo màu đỏ này là ký hiệu của surfing. Còn bên màu xanh, màu vàng thì đừng có surfing. Lay ra họ làm ký hiệu hết trơn rồi. Nó mấy bạn này thời thích surfing nè. Mặc đồ ấm quá chừng. Chơi vậy là vui lắm. Bên là hồ già thì nó Surfing đi qua bên mé bên này thì người ta có làm dấu hiệu rồi đó. Mấy cái miếng boy dài nó sâu lắm, bên đây surfing biển nó sâu hơn. Ở đây chủ yếu là chơi chọi banh, chơi cát, đi bộ. Ồ, phải lấy lớp học surfing chứ đâu có ngơ ngơ mà ra chơi được. Ở đây nó có lớp dạy mà. Còn mình dân amateur thì mình cầm cái miếng nhẹ nhẹ đó mình chơi được rồi. Lấy lớp học surfing thì mới biết surf. Đã quá hả? Giờ này 12 giờ trưa rồi mà 70 độ. Xế xế chút nữa là tắm đã lắm á. Wow, mấy cái vacation hôm này mà mướn mấy cái nhà ngoài đây mà ai đi vacation là quá đã luôn, tiện thể lắm. Đó, thấy không? Tuần lễ July 4 vacation đi chỗ nào cũng cỡ Mỹ hết. Tắm đã luôn. Đó. Có người đang tự chụp hình kìa. Có người đang tự chụp hình kìa. Tự selfie luôn rồi kìa. Wow, đã quá. Có chân dài. Đây, hoa hậu bãi biển này nhóc. Wow, mấy đứa nhỏ kìa. Mát. Bãi biển này đẹp quá. Bãi biển Delmar. Chạy dừng 20 phút nữa thì lên Solana Beach. Giờ dưới San Diego là nguyên cái county San Diego ra biển. Không biết bao nhiêu bãi mà nói. Thích bãi nào đi bãi đó. Mấy tụ điểm này đa phần khách du lịch nhiều. Không thì quay đi. Đấy rồi hả? Bãi biển thôi hả?
mông lung vậy, biết ai là ai đó. Trời ơi, nước xanh biếc luôn, quá đẹp luôn. Rồi bye.